quay trở về việt nam có một cái khoảng thời gian ngắn cũng đi làm ở trong ngân hàng nhưng rồi sau đó thì lại nghỉ ngân hàng và chuyển qua là tự làm riêng và sau đó thì cái người này đã rẽ sang một cái gọi là rẽ ngang qua một cái bước ngoặt mới trong cuộc đời và cái bước ngoặt này nó đem tới cái bi kịch trong câu chuyện ngày hôm nay và cũng như cái câu nói mà ông bà ta có câu đó là trai tứ chiến thì sẽ gặp gái giang hồ và cái câu chuyện ngày hôm nay nó như thế nào thì sau đây xin mời quý vị cô chú anh chị mình nghe. Và để qua cho quý vị cô chú anh chị mình không phải chờ lâu, sau đây nêu mời xin đi vào nội dung chính trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì nên nói cái người nhân vật chính trong câu chuyện này đó là cái cô gái giang hồ mà nêu mời vừa nói. Đó là cái nhân vật này tên là Di và cái tên bao gồm chữ lót của chị đó là Thúy Di quý vị. Thì cái chị Thúy Di này á, cái mặt của chị cũng khá là xinh, cái mặt nó hơi giống Tây Lai vậy đó quý vị hai cái con mắt của chị á, nó hai mí rành rành luôn nhưng mà nó hơi lộ lộ nhẹ nhìn nó giống giống như là lai ấn hay là sao nói chung nhìn nó cái da thì nó ngâm ngâm giống như nhìn nó giống giống như lai ấn cái gì mà sống mũi của, của chị á, thì lại cao nhìn sống mũi thì giống sống mũi của mấy người tây á mấy người mỹ vậy rồi xong rồi á, môi của chị thì môi trên của chị nó có một cái chấm nút rồi không nó có một cái nút rồi nhỏ xíu nó chấm lên ngay chỗ cái mép môi trên bên phải thì nhìn vô á, tổng thể cái gương mặt của chị Di á, nhìn nó gọi là đẹp xuất sắc thì không đến độ là xuất sắc nhưng mà cái thời đó là đẹp là đẹp tự nhiên không qua chỉnh sửa thì như vậy cũng gọi là đẹp quý vị và đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái nét mặt của chị nó lạ ngoài cái đẹp ra thì nó còn lạ nữa nhìn nó độc lạ bình dương kiểu như là nhìn nó giống vừa giống ấn vừa giống tây thấy không à, nó không có giống việt nam cho nên là nhìn của chị di á, nếu mà con trai nhìn vô á, nó cũng có một cái sự thu hút của với cái người đối phương nữa và người ta giống như là muốn tán tỉnh tại vì đàn ông mà con trai hồi xưa tới giờ là bản năng là phải thích chinh phục cho nên là thấy gái đẹp mà lại còn độc nữa thì mấy đứa con trai trong trường là tranh nhau cua chị di thì quý vị biết không bây giờ á, gia đình hoàn cảnh của chị di nó cũng khá là éo le gia đình á, thì có hai anh em chị di á, là em út và có một người anh trai nữa nhưng mà cái người anh trai của chị di á, thì lại suốt ngày chỉ có hút chích đi chơi và thường xuyên là tụ tập bạn bè đua xe rồi nhậu nhẹt rồi này kia rồi chơi này trò nọ nó chơi cho những cái mà hàng cấm này kia đó thì quý vị biết không gia đình mà có hai đứa con mà bây giờ đứa anh làm gương cho đứa em mà bây giờ đứa anh như vậy thì làm sao mà làm gương cho em được thì bây giờ tấm gương của người anh không còn làm gương được nữa vậy thì tấm gương từ cha mẹ thì sao thì thưa quý vị là má của chị di và ba của chị di là hai vợ chồng này có một cái nghề mà hái ra được bộn tiền luôn nhưng chỉ có điều là cái nghề này á là cho dây á là cho dây bạc hỏi. Nhưng mà mở miệng ra đó là toàn là xài giấy 5 ngàn. Là tại vì bây giờ đòi nợ á, mình phải hâm he con nợ bằng cách mình phải dùng những cái từ ngữ mà 5 ngàn như vậy để mà mình răng đe con nợ để mình khè cho con con nợ nó sợ, để nó trả nợ cho mình. Thì à, ba của chị Di và má chị Di làm cái nghề cho dây bạc hỏi đó đó quý vị. Thì à, sau một thời gian á, tiền á, mỗi lần á mà người ta tới về tận nhà người ta mượn tiền quý vị không? Thì hồi xưa đó mình cho vay bạc hỏi đó Là ví dụ như người này đồn người kia Người kia đồn người nọ Những người nào mà từng vay tiền của mình rồi Họ biết mình là cái người cho chấp nhận cho vay Lãi suất vậy 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 Thì cái người đó họ vay xong Họ đồn lại cho người kia Ê mày có kẹt tiền mày lợi đó Mày vay đi kiểu dạng vậy đâu gì Cho nên là ba má của chị Di á Ăn nên làm ra với cái nghề cho dai bạc hỏi này Và chị Di á Là coi như là thường xuyên luôn Mới có học lớp 6, lớp 7 thôi Là ở nhà phụ má đếm tiền Mà quý vị biết một cọc tiền Mà cọc tiền ngày xưa đó nha Mà một cọc tiền 100 tờ, 100 tờ Mà tiền cũ ngày xưa Mà chị Di chỉ ngồi chỉ đếm rẹt 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 Chỉ đếm trong vòng một đốt nhạc quý vị Là quý vị biết là sinh ra trong một gia đình Mà ba mẹ tôi luyện chỉ đến mức độ là Tiền mà con nợ nó đem tới nó trả Chị Di phụ má ngồi đếm tiền Ngày xưa nó đâu có máy đếm tiền đâu quý vị Phải đếm bằng tay Đó và nó cũng không có mà dạng như mấy cái sáp mà để lăn tay nữa bây giờ thì nó có sáp lăn tay mình đếm tiền nó đỡ nó rít rít nó đỡ đúng không còn hồi xưa đó là dùng bằng cái chỉ tay dùng bằng tay thiệt không à còn hông á là nhúng nhúng en chim phải không nhúng en chim mà quý vị không hiểu là nhúng nước miếng á là chấm chấm nước miếng xong rồi là bắt đầu là 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 đếm tiền không nhưng mà có điều á là cái đó người ta nói là nó dơ thì nếu mà cũng thấy nó dơ Nhưng mà hồi xưa đó, nếu mà thấy nhiều người làm vậy lắm quý vị ơi mà người ta vẫn sống trường thọ mình cũng không biết làm sao á thì coi như là chấm chấm nước miếng xong rồi đếm tiền mà chị di chỉ coi ba chỉ má chỉ làm đếm tiền sao chỉ bắt trước chỉ làm theo riết mà mới có lớp 6 thôi biết ngồi đếm tiền phụ ba mẹ đâu có gì biết cỡ nào tiền mà con nợ đem tới trả đó là cọc cọc 100 tờ vậy đó là mấy cọc mấy cọc có khi là gần hai chục cọc vậy đó tiền tiền một trăm tờ chỉ ngồi chỉ phụ đếm cho với ba má chỉ quý vị thấy không thì bây giờ sinh ra trong một cái gia đình mà ba mẹ phức tạp anh thì cũng càng phức tạp luôn thì một đứa con gái như vậy quý vị hỏi xem là một đứa con gái mới lớn vậy nó có miễn nhiễm không? Nó rất là khó miễn nhiễm quý vị cho nên là sau một thời gian thì chị Di chị cũng đã trở thành một đứa con gái nổi loạn kể từ khi mà chị trổ mã bắt đầu phát triển trên trở thành thiếu nữ là chị trở nên nổi loạn cái nổi loạn của chị Di nó là cái kiểu như vậy nè quý vị bởi vì là chị biết được là ba má chị là cái có cái nghề cho giai bạc hỏi ba của chị cũng có lính lát đàn em để mà đồ, đồ, đồ đi đồ nợ không cho nên là chị đi du trường chị cũng thể hiện như là chỉ là chị đại ở trong trường không à, vô trong trường á, thì học lớp 6 là mặc áo dài hồi xưa quý vị à, lớp 6 là học mặc áo dài rồi thì ở dưới miền tây á người ta mặc áo dài á là áo dài trắng và quần á là quần màu đen chứ nó không phải như là ở trên sài gòn là con gái ở sài gòn đi học á là áo dài trắng và quần áo dài cũng là màu trắng còn ở dưới quê á miền tây á hồi xưa là học là áo dài trắng nhưng mà cái quần là quần vải đen thì mỗi lần á mà anh di nãy đi học á là nhà trường người ta ví dụ yêu cầu là học sinh không được mang giúp lào có nghĩa là không em mang cái gì cũng được em mang guốc em mang dài xăng đan em mang dài búp bê em mang giày thể thao mang gì cũng được miễn em đừng có mang giúp lào đúng không em đừng có mang giúp tổ ong em đừng có mang những cái gì nhìn nó vô nó kỳ cục quá nhìn nó không ra dáng học trò là không được phải không nhưng mà nói thì nói cái chị di này chị vẫn như vậy vẫn thích mang giúp lào đúng không nhưng mà mặc đồ là mặc áo dài nha mặc áo dài quần áo dài nhưng mà mang giúp lào thích vậy đó thì mỗi lần mà quý vị biết đầu giờ á là ở ngoài trường nó có những cái bạn mà đứng gác gác cổng là cờ đỏ đó đứng gác cổng đứng là kiểm tra thí dụ như gần sát 7 giờ rồi thí dụ như 7 giờ là nhà trường đóng cửa đi là khoảng 6 giờ 6:50 thì sẽ có sao đỏ ra đứng trước cổng. Thí dụ như đứa nào mà vô trễ là sao đỏ sẽ kiểm tra nhìn phù hiệu của con nhỏ này nó học là A mấy là mình biết ờ con nhỏ này nó học là 6 A mấy thí dụ 6 A7, 6 A8 gì đó thì sau đó sẽ ghi tên cái người đó vô và hỏi tên rồi đi kia là biết rồi bắt đầu là mình sẽ ghi, ghi, chú lại coi như là nhỏ này bị vô danh sách đen là thường xuyên đi trễ hay như thế nào để mà xét duyệt là hạ hạnh kiểm cái gì không thì cái chị Di này là thường xuyên đi trễ như vậy luôn mà bị sao đỏ nó chặn đường nó cứ nó chặn ngay trước cổng trường phải không nó làm khó làm dễ này nọ thì giống như là do ban đầu sao đỏ người ta cũng chỉ kiểm điểm nhắc nhở thôi nhưng mà thấy cái con nhỏ này nó bất nghĩnh bất ngãn quá cho nên là mấy đứa sao đỏ nó mới ghét quý vị không nó mới cố tình nó làm khó hơn nhưng mà nó đâu có biết được con nhỏ con di này là thuộc dạng như là ba má nó chống lưng thì tới chừng á mà anh di này nó bị giống như là hạ anh kiểm đâu quý vị bởi vì là nào là đi trễ nào là bất nghĩnh bất ngãn rồi tỏ thái độ là chống đối rồi đó thì sau đó là anh di này nó bị hạ anh kiểm trong cái học kỳ đó và sau khi học kỳ đó con di nó bị hạ kiểm điểm xong thì nó nhớ lại những cái thằng sao đỏ những cái con sao đỏ nào mà đứng mà bắt nó đó là tới giờ ra ra về á luôn cái giờ mà tan học ra về buổi chiều á là nó kêu á là kêu người chặn đường nó kêu ba nó nó kêu người chặn đường xử mấy đứa đó giống như là xử ở đây không phải là quánh mà là xử ở đây là tấn dách rồi hâm he rồi đồi này đồi kia để cho mấy đứa đó nó sợ nó quản hồn quản vía thôi quý vị không thì à, sau một thời gian quý vị mấy đứa đó nó không còn dám làm khó con di nữa thì bây giờ con di nó lại càng ngày nó càng hóng hách nó nghĩ trong đầu là thấy chưa tao có ba tao chống lưng mà tao lo gì không đứa nào dám đụng tao đâu đó thì bây giờ đi học vô trọng bất ngảnh bất ngãn thì uh, sau một thời gian ăn chơi liêu lỏng học hành không tới đâu Nhưng mà nói nào ngay học thì cũng lên lớp đều đều Nhưng có điều uh, là hạnh kiểm thì nó cũng rớt đều đều theo luôn không Sau đó Thiện Duy nó lên tới lớp 10 Thì bây giờ quý vị biết không Mới có lớp 10 thôi Mà con Duy á nó ăn chơi nó đi uh, bạn bè đó, không Nó cấp học ví dụ như hay, hay gì hôm đó học 5 tiết Thì nó học có 4 tiết nó trốn một tiết quý vị Nó chuồn nó trốn một tiết Bắt đầu nó leo hàng rào nó nhảy ra khỏi trường thấy không là nó trốn học một tí quý vị xong rồi đi theo bạn bè đi ăn chơi lưu lỏng đi karaoke thì à, lúc này con di nó cũng có thằng bồ quý vị nó cũng có bồ trong trường chứ và cũng có nhiều thằng cua nó mà thì nó cũng có bồ thì à, lúc đó quý vị nó trốn học vậy thì em hỏi quý vị bây giờ một đứa mà nó quậy quậy như di thì nó phải quen một thằng quậy quậy mới hợp với nó chứ mà thằng mà tề tề chỉnh chỉnh học hành đàng hoàng ai đâu quen nhỏ này thấy không thì di nó mới quen với cái thằng đó cũng thuộc dạng như là dân anh chị không dân dân quậy quạng sau đó thì anh Di mới cấp học, tối ngày cứ cấp tiết và đi chơi với thằng đó hoài, đi karaoke, rồi xong rồi đi nhậu, qua qua bên nhà của thằng đó nhậu, nhà thằng đó nó ở dưới quê quý vị, ở dưới trong xã phải không, là vô nhà thằng đó nhậu, nhậu tới 6-7 giờ tối quý vị, xong rồi xỉn xỉnh sai sai đi về, thằng đó đưa về, thì khi mà thằng đó đưa về, nó đưa ngang, qua chạy ngang cây cầu, thì quý vị biết ở trong mấy cái vùng xã nông thôn á, ngày xưa nó ít đèn lắm quý vị ơi giống như là khoảng cách mà nó có một cái đèn nó cách nhau xa lắm cho nên là đèn nó cứ heo hắt heo hắt không le lối le lối mà đạp xe đạp mà ngày xưa đâu có xe đạp điện mà cũng mà cái tuổi đó cũng chưa có được đi xe máy nữa đâu có đủ tuổi đâu mà đi xe máy thì à, hai đứa nó đèo nhau trên chiếc xe đạp đạp cọc cạch cọc cạch mà con nhỏ này thì xỉnh nó ngồi cái yên sau nó cứ cà xè cà nệ cà xè cà nệ cà xèo cà nẹo quý vị không còn thằng này thì cũng thuộc dạng như là nửa tỉnh nửa mê thấy không cũng xỉnh xỉnh say say nhẹ thì hai đứa đèo nhau thằng này mới đưa con nhỏ này về tại vì cái lúc mà cấp học á là con nhỏ này nó gửi xe ở bên quán nước mía đối diện trường thấy không con di á, nó gửi xe ở quán nước mía đối diện trường nó gửi chiếc xe đạp của nó ở đó thì cái quán nước mía đối diện trường á là chỗ đó là chỗ quán nước mía của ông năm mà cái quán nước mía ông năm này á là chỗ đó là nhà của ổng luôn ban ngày là ổng bán nước mía ban đêm là ổng đóng cổng lại là ổng ngủ ở trong nhà của ổng luôn quý vị thì con di này là mối uống nước mía ở đó thấy không nó chuyên gia cấp học nó ra quán nước mía ổng nó ngồi nó uống mà mối của ổng luôn cho nên là nó mới gửi chiếc xe đạp của nó ở bên quán nước mía thay vì nó gửi ở trong bãi giữ xe của trường. Tại vì nó dự định là chiều ngày hôm đó nó sẽ cúp học rồi, nó sẽ cúp tiết rồi cho nên là nó gửi xe đạp nó bên chỗ xe nước mía, bên chỗ quán nước mía. Thì tới chừng mà nó gửi xe đạp bên đó xong thì cái thằng bồ của nó đó mới đạp xe đạp chở nó đi về nhà của thằng đó nhậu ở dưới đó với bạn bè của thằng đó gì ở dưới xã đó. Xong rồi là tới tối 6 7 giờ thì thằng đó mới đưa nó đi lên tự dưới nhà đó nó sỉnh sỉnh đó, mới chở nó đi lên trên ngay chỗ mà quán nước mía đối diện trường để cho nó lấy xe đạp nó đạp đạp về quý vị không? Thì trên đường đi về như vậy á từ nhà thằng đó chạy ra tới ngay khu vực ở ngoài thành thị ra ngoài khu vực này nè. Thì á nó cách một cái khoảng khá là xa và đi xe đạp nó mất đâu đó khoảng tầm nửa tiếng cho tới 40 phút. Mà bây giờ hai đứa thì đứa nào cũng xỉn Mà con Di thì nó bế xế rồi quý vị Lúc đó thì con Di nó vẫn còn mặc áo dài luôn tại vì đi học làm sao thì nó cúp tiết nó đi về nó mặc đồ y vậy nó đi nhậu nó cũng mặc áo dài đúng gì thì thằng này mới chở nó ngồi yên sau thì nó mặc áo dài mà nó mới lấy cái hai tảo dài á nó cột lại nó bên hông cái gì không? nó cột lại bên hông xong rồi nó ngồi chẳng hãng cho này chở nó thì uh, nó ngồi nó cà xẹo cà nẹo mà bây giờ đi lên cái dốc cầu cầu á thì dĩ nhiên là nó không có cao tức là cái cầu đó nó không có cao cầu đó nó cũng hơi lại lải quý gì thì buổi tối ở trong mấy cái vùng quê ở đây mà nếu anh chị nào mà ngày xưa tuổi thơ mà có gắn bó ở những cái nhà ở trong xã trong nông thôn trong quê á sẽ biết được là buổi chiều á thanh thiếu niên á thường hay tụ tập đặc biệt là mấy cái thằng thanh niên trôi trôi á nó thường hay tụ tập ngay chỗ ngay chỗ mấy cái lan can thành cầu rồi này kia đó ngồi ở đó xong rồi hút thuốc hay là ngồi tụ tập ở đó chơi thì thường là mấy có đứa có mấy thằng trai trẩu tre nó hay tụ tập ở ngay chỗ mấy cái lan can cầu lắm thì cái con di này của chị thằng bồ nó thì chở nó thấy không thì lên tới ngay chỗ cái cầu đó đó thì không biết là cái thằng này nè à, xỉn quá rồi không biết là bị mấy cái thằng à, lưu manh ở trên à, chân cầu ở trên cái à, lan can cầu á mấy thằng đó nó mới chặn đường lại nó ghẹo ghẹo tại vì nó thấy hai đứa này xỉn không nó ghẹo ghẹo mà thấy nhỏ này còn đang mặc áo dài đi học về nữa thì mấy cái thằng thanh niên cho chơi này trong đó cũng có thằng lớn rồi cũng có thằng nhỏ nó mới đứng xuống nó nó mới chặn đường nó không cho hai đứa này đạp xe đạp qua cầu thì nó mới chặn đầu xe đạp lại rồi nó mới trẩn trẩn giỡn giỡn nó ghẹo con di thì con di bây giờ con di nó xỉn rồi quý vị nó bế xế rồi nó nói chung là nó nó cũng chống chọi lại nhưng mà chống không lại thì lúc này cái thằng bồ của nó đang chở nó đúng không nhưng mà thằng bồ nó sợ á, là tụi này á, làm gì nó cho nên là nó bỏ xe đạp và bỏ con di lại đó nó bỏ nó bỏ chạy bằng chân nó chạy ba chân bốn cẳng nó bỏ chạy quý vị nó trốn thì nó để con di và chiếc xe đạp của nó ở lại đó quý vị và sau đó thì qua tới sáng ngày hôm sau thì con di nó thấy á, là nó nằm ở trong một bụi cỏ nằm mà cái bụi cỏ nó nằm kế bên cái chân cầu quý vị không thì uh, quần áo thì sọc sệt quý vị áo dài á, thì nút gài nút bóp với ông nút gài nút chưa rồi nút này nó gài hoàng lên nút kia nói chung nó lộn xộn tá lung tung thì lúc này con di nó đã biết được á, là nó nhớ lại hết sự việc đêm hôm qua là nó biết được là nó đã bị một tớp những cái thằng con trai ở trên cầu á làm này làm kia nó nhưng mà lúc đó giống như là nó xỉn quá nó không còn biết gì của quý vị nó chống chọi được xong rồi sau đó là coi như nó nó xỉu ngang luôn thì giống như là nó không còn nhớ khúc sau nhưng mà nó biết chắc chắn nó đã bị vậy rồi thì lúc này quý vị nó mới hận cái thằng người yêu của nó tại sao trong tình thế đó lại bỏ nó và bỏ chạy để lại nó không. Thì uh, nó về nhà bắt đầu uh, nó cũng không dám nói cho bạn mẹ cho cha nó nghe. Thì ba má nó sốt vía lên, thấy con mình á uh, uh, bình thường nó đi chơi đêm nhưng mà ở đâu đi chơi khuya dữ vậy, cùng lắm 8 9 giờ là nó về rồi mà sao đêm hôm qua đi trắng đêm. Thì hai vợ chồng này đêm hôm qua ngủ không được quý vị định á là tới sáng sớm nó sẽ lên trường á tìm nhà trường á để mà hỏi con mình á con mình hôm qua nó có đi học không mà tại sao không thấy nó về thì tới chừng sáng ai ngờ đâu con di nó lủi lủi nó đạp chiếc xe đạp của thằng người yêu nó về quý vị nó đạp chiếc xe đạp của thằng người yêu nó về nhà thì trong cái trạng thái là áo dài của nó đó là nói chung là sọc sệ như vậy sợ nó dính ba cái bùn sình ở dưới đất á thì má của nó nhìn má nó nghi má nó mới hỏi nó truy hỏi nó là tối qua mày đi đâu mà quần áo sọc sệt vậy di thì con di này nó cũng mặt mày nó xanh lè té lét quý vị nó mới nói uh, thì tối qua nó nó chơi ở bên nhà bạn rồi uh, vui quá rồi cũng có uống chút đỉnh rồi nó xỉn quá nó ngủ quên thì uh, quý vị biết không bây giờ nói tới đây quý vị cũng đã thấy cái cách dạy con ông nghe con nói mà con nhậu bên nhà bạn xỉn đến nỗi mà ngủ qua đêm mà hai ông bà này không hề có một chút gì răng đeo quý vị mà ông bà vừa nghe xong bà má của con di vừa nghe xong bà nói nè vậy vô mày vô mày tắm rửa mày thay bộ đồ đi nhìn cái bộ hình của mày thấy ghê quá quý vị không là nói vậy rồi là thôi đó quý vị chứ không có la con một cái nào cũng không nói cái gì luôn thì sau đó con gì á nó mới giấu luôn cái chuyện mà nó bị này kia ở dưới gầm ở dưới chân cầu không thì uh, khoảng nó định là nó giấu và nó coi như là dĩ dãn dơ dái là coi như là giấu giếm đi không nhưng mà người ta có câu dĩ dãn dơ dái không dễ gì giấu giếm phải không và cuối cùng là sau đó khoảng tầm 3 tuần lễ sau thì con di nó lên trên lớp nó đi học quý vị mà nó cứ ủa hoài nó ùa tới ủa lui ủa xuôi ủa ngược quý không thì lúc này trong trường người ta mới đồn người ta mới nói con di là bảo đảm con di nó có vấn đề người ta mấy đứa học trong lớp mấy đứa học trò mới nói tới nó lui nó sầm xì to nhỏ mới nói lên tới giáo viên chủ nhiệm thì cô giáo viên chủ nhiệm mới để ý con di cũng thấy thiệt sự là mình là phụ nữ mình lớn rồi mình có con có đẻ có chữa mình nhìn con nhỏ này mình biết là con nhỏ này nó có dấu thiệt, dấu hiệu của đàn bà đang có bầu phải không và cô giáo nhìn để ý á thấy là cái áo cái kích ngực á tức là cái kích ngực tại vì khi mặc áo dài mình gài cái nút áo á thì nó căng cái ngực mình ra phải không cái áo áo dài nó mặc vô là nó bẩn nó căng cái ngực ra thì cô giáo mới để ý cái kích ngực của con di có vẻ nó nở nang giống như là nó căng phòng lên giống như nó căng trướng lên đúng không thì cô giáo nhìn cô giáo nghĩ là bảo đảm con nhà nhỏ này nó nó có cái vấn đề đó rồi thì cô giáo chủ nhiệm mới mời con di xuống dưới phòng giám thị đó ngồi dưới đó để nói chuyện và lúc đó có cô hiệu trưởng ở đó và có cô giáo chủ nhiệm ở đó luôn hai người cùng ngồi nói chuyện với con Di thì lúc này con Di nó mới bắt buộc nó phải nói ra sự thật là nó nói là nó cũng không nó lúc đó nó không dám nói là nó bị mấy cái thằng ở dưới gầm cầu là này kia với nó cái gì mà nó nói với lại uh, giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng đó, nó nói là uh, nó có bầu với lại cái thằng người yêu của nó là cái thằng mà dẫn nó đi nhậu đó là tại vì trong lòng con Di á nó ghét thằng đó tại vì đêm đó thằng đó quất ngựa tri phong bỏ nó lại để nó bị này kia thấy không? Đó là nó hận thằng đó rồi, đó là thứ nhất. Cái thứ hai á là bây giờ ngày hôm nay á nó không muốn nói ra sự thật là bởi vì nếu nói ra đó thì nó rất là mất mặt và ba má nó sẽ mất mặt dữ lắm. Nó phải giấu bớt thà rằng bây giờ thúi thì thúi vừa vừa thôi chứ thúi quá không được quý vị ơi. Cho nên là thà bây giờ bị chữa bị bị có bầu như vậy nhưng mà thà là nói cái bầu này của thằng người yêu thì nghe nó còn hợp lý hơn là nói có bầu này do bị kiếp hưởng không? thì con di này á nó mới quyết định là nó nói á là cái bầu đó là bầu của thằng người yêu của nó thì cái thằng người yêu của nó tên là hiển quý vị nãy giờ nêu mời chưa giới thiệu hả người yêu nó tên là hiển hay còn gọi là tên tên và bao gồm chữ lót luôn là minh hiển thấy không thì cái thằng người yêu của con thí di tên là minh hiển lúc này con thí di nó mới nói là cái bầu này là của con hiển thì uh, giáo viên chủ nhiệm đâu có biết gì đâu bây giờ cái bầu trong bụng nó bây giờ nó nói bầu của thằng nào thì biết thằng đó thôi chứ bây giờ ai biết đúng không quý vị cho nên là sau đó thì mới mời thằng hiển lên thì thằng hiển mặt mày xanh lè té lét thằng hiển nó cũng tưởng đâu cái bầu đó là bầu của nó có nghĩa là cái đêm đó nó ba chân bốn cẳng nó bỏ nó trốn nó chạy rồi nó cũng không biết là con nhỏ này ở đó là con nhỏ này bị đè quý gì không con nhỏ này bị kiếp hưởng luôn thành thử ra khi mà con nhỏ này nói là cái bầu này là bầu của anh thì thằng này nó cũng kiểu như là bán tin bán nghi nó cũng không biết là ủa sao nó lại có bầu của nó nó cũng lo không biết có phải không nhưng mà bây giờ á nếu mà không nói chung là thằng này nó nửa tin nửa ngờ nó cũng không biết có phải bầu của nó không nhưng mà bây giờ trong tình thế này á thì nó đành phải chấp nhận bởi vì là bây giờ nhà trường hay là bạn học ai cũng biết là nói với nhỏ này là bồ bịch với nhau mà hai đứa đều chơi bời lêu lỏng thường hay là đu đeo dính dính với nhau thì bây giờ nhỏ này nói cái bầu của nó thì chị dĩ nhiên là mọi người đều đổ dồn vô và tin là cái bầu của nó rồi bây giờ nó có nói không phải thì người ta cũng đâu có tin mà ngược lại người ta nghĩ nó sở khanh cho nên cuối cùng thằng hiển này nó mới sợ quá gì nó mới quyết định là nó bấm bụng nó gật đầu nó đồng ý nó nói là cái bầu đó của nó luôn mặc dù là nó cũng không biết được là có phải bầu đó của nó hay không thì con di nó cứ mừng quý vị nó cũng mừng nó nghĩ trong đầu là coi như nó 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 bị mấy thằng kia kiếp hưởng nhưng mà bây giờ nó đổ qua thằng này thằng này chịu lãnh rồi là coi như vậy là xong phải không là coi như mọi chuyện gác lại như vậy là coi như bí mật là để trong lòng nó thôi sau đó gì bên gia đình của cái thằng hiển này nè có qua bên gia đình của ông di để mà nói chuyện tính chuyện cưới sinh thì cái thời điểm lúc đó là con Di nó đang học cấp 3 Cho nên là khi mà nghe cái chuyện mà bà bầu bị vậy rồi Thì lo tranh thủ cưới và gác lại, tạm gác lại, hoãn lại cái việc học cái gì Thì sau khi mà xính lễ hai bên đầu này kia cũng đi qua đi lại Xính lễ nhau đầy đủ và tiến tới hôn nhân Thì cưới nhau xong cái gì Thì hai đứa sống ở dưới quê Và gia đình của con Di thì giàu mà hay không cho giai bạc hỏi giàu lắm cái gì Cái gì chứ cho giai bạc hỏi là giàu dữ dội lắm Nhưng cái điều là cái đức thì nó vơi nhưng mà tiền thì nó nhiều thôi thì sau đó thì ba má của cái thằng hiển này nè thì cũng thuộc dạng như là cũng không nghèo mà cũng không giàu cũng bình thường thôi cũng là một gia đình bình thường nhưng mà gia đình con di thì giàu thì sau khi hai đứa cưới nhau xong thì ba má con di á có mua cho con di với thằng hiển một căn nhà rồi sau đó thì con di ở đó xong thì con di sanh đứa con của vị sanh ra một đứa con trai từ ngày mà con di nó sanh ra đứa con trai xong á thì thằng hiển này giống như là càng lúc nhìn đứa con này nó không giống mình càng nhìn là càng thấy con không giống mình bây giờ thằng nhỏ nó nó có con trai đúng không thì thường con trai nó trổ cái nét ra nếu mà nó giống mà ba đó là nhìn nó cực kỳ giống luôn mà bây giờ á thằng này á nó một tuổi rồi cũng không thấy nó giống mình mà hầu như là những người xung quanh nhìn vô cũng không thấy nó giống mình nữa mà nó có cái nét nó giống cô má nó tức là nó có nét nó giống con di quý vị nhưng mà ngoài một vài những cái nét nhỏ nó giống con di ra thì những nét khác nó không giống anh hiển thì lúc này quý vị anh hiển này anh mới lấy adn để mà anh xét nghiệm thì anh thấy không có trùng khớp và sau đó thì đôi bên là cãi cọ nhau um sùm rồi thượng cắn tay hạ cắn chân dí nhau chạy rượt vòng vòng quý vị thì lúc này hai người lớn hai bên mới can thiệp vô thì lúc mà can thiệp vô thì cái anh cái anh hiển này nè mới công khai ra cái kết quả giám định adn là không trùng khớp đó thì lúc này á bắt buộc là con di nó phải khai ra sự thiệt thì con di nó mới nói là đúng thật là đứa con nó không phải con của anh hiển nhưng mà bây giờ cũng không biết con của ai cho nên là thời thời điểm lúc đó nó cũng lúng túng quá nó đành là nó nói là con của anh hiển chứ mà thật ra nó cũng không biết ba đứa bé là ai tại vì nó bị kiếp hưởng mà quý vị nó bị kiếp hưởng thì giờ ông nội nó cũng không biết cái bầu đó là bầu của thằng nào nữa Thấy không cho nên là bây giờ nó cũng thú thiệt luôn nó nói là thời điểm lúc đó là nó giống như bị bị đưa vô cái tình thế kẹt quá rồi nó lúng túng quá nó cũng không biết bây giờ cái bầu này là bầu của thằng nào nữa cho nên là cái cách tốt nhất để con có cha đó là nó nói đại là anh hiển luôn phải không thì sau khi mà gia đình người lớn hai bên đều biết và thằng hiển nó cũng đã biết được cái bầu đó không phải là con của nó đứa con này không phải là con của nó thì bắt đầu thằng hiển này nó mới không chịu ở với con di nó 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 khăng khăng khăn, nó đòi là ly dị bởi vì nó không thể nào mà ai ăn ốc mà bắt nó đổ vỏ không thì sau khi mà cái anh hiển này khăng khăng là chia tay di thì di cũng không có dùng dằn dúng vắng nữa quý vị và sau đó thì bây giờ con cũng đã sanh ra rồi Bây giờ thì cái chuyện này nó đã xấu mặt xấu mũi thời gian qua âm ỉ cái gia đình này nhiều rồi Cho nên cuối cùng là khi mà cái anh Hiển này nổi đùng nổi đó lên là đòi ly hôn Thì hai bên không có níu kéo và hai bên đồng thuận ly hôn Kể từ ngày mà ly hôn với chồng xong Thì bây giờ Di á, ôm con căn nhà đó hồi xưa đó là ba má của Di cho để hai đứa về ở có nhà riêng để ở không Thì bây giờ chia tay rồi nhà đó thì chỉ còn có một mình Di ở mà thôi thì khi mà một mình Di ở thì lạnh lẽo quá có hai mẹ con ở nhà quý vị nên là Di mới bán căn nhà đó Và quay trở về là sống cùng với lại ba mẹ Thì hai mẹ con đùm tấm về ở chung với lại ba mẹ của Di Sau khi mà con của Di được gần 2 tuổi thì Di mới giao cái thằng con trai lại cho ba má của Di coi Và Di xin đi học bổ túc quý vị để cho hoàn tất cái bằng cấp 3 Tại vì hồi trước cái lúc mà dính với ba cái chuyện mà lằng nhằn đó là lúc đó đang học cấp 3 Chưa có cái bằng tốt nghiệp cấp 3 nữa thì bây giờ Di mới xin là đi học bổ túc lại cái cấp 3 Và mong muốn của Di là có thể học thành tài Học tới nơi tới chốn luôn Tại vì xảy ra một cái biến cố trong cuộc đời Thì bây giờ Di chỉ muốn là mình có thể là có tương lai Đi ăn học đàng hoàng Và lúc đó thì Di mới quyết định là học bổ túc cấp 3 Và trong thời gian mà Di học bổ túc cấp 3 Cũng là thời gian mà Di đã phát sinh một mối quan hệ Với một người đàn ông khác nữa là bồ bịch thì cái người đàn ông này tên là thái quý cái anh này là tên là thái thì anh thái với di hai người là phát sinh tình cảm yêu đương nhưng mà tình yêu nó mới vừa chớm lên chưa được bao nhiêu thì di đã vội vã học xong cái bằng cấp 3 thì đi qua bên mỹ để học đại học bên đó thì gia đình má của di cho tiền di để mà đi qua bên mỹ học sau khi di qua bên đó học xong thì trở về việt nam lúc này giữa di và thái đã chấm dứt cái mối quan hệ hai người thời gian qua không ai liên lạc lại cho ai không ai qua lại với ai cho nên là tình cảm dần dần xa cách và thái ở bên đây đã có người yêu mới di trở về thì thái đã không còn ở bên di thì bây giờ đường tình thì bây giờ nó đã sẽ sang một hướng đi mới nhưng mà đường đời thì sắp tới nó vẫn còn dài cho nên di vẫn tiếp tục là đi đường thẳng mong rằng tương lai mình nó sẽ rực rỡ hơn bởi vì bây giờ mình có bằng cấp trong tay mình có ăn học tử tế đàng hoàng mình dù sao cũng đang là single mâm có một đứa con rồi Thì cái chuyện mà có một cái người chồng Thì sau này từ từ mình tính Bởi vì một người đàn bà mà giỏi dỗi... giang Thì không sợ lo gì cái chuyện mà không có đàn ông bên cạnh Sau khi mà trở về Việt Nam Và chia tay cái mối tình là anh Thái rồi đó Thì Di mới đi lên Sài Gòn Và con của Di thì vẫn ở dưới quê cùng với ông bà Di một mình lên Sài Gòn để mà cầm cái tấm bằng đại học á để mà xin đi làm ở trong một cái ngân hàng làm nhân viên ở trong một cái ngân hàng và cái tính cách của di trước đó đã là, đã là một cái tính cách của một cái đứa con gái mà ngỗ ngược uh, cá tính đúng không uh, sống rất là ngang tàn rồi thì thời gian mà sau khi mà xảy ra cái cú sốc với lại cái anh hiển là cái người chồng á thì uh, giống như là di cũng bị uh, một cái cú sốc sau khi mà bị kiếp hưởng ở dưới chân cầu á thì nó để lại nhiều cái ấn tượng ăn sâu vô trong đầu cho nên là sau đó thì Di cũng bình tâm lại và bớt cái sự ngang tàn ngạo nghễ đi và dạ rồi quý vị sau khi mà sóng gió nó qua đi đâu thì lại vào đấy và Di lại đi qua bên Mỹ giống như là cá mà gặp được nước không nước Mỹ là một cái đất nước xã hội tự do và con người ta sống ở xã hội đó tự do ngôn luận cũng như là được sống cái cuộc đời theo ý thích của mình mà không ai nói gì ai miễn sao không ảnh hưởng tới ai thì không ai nói gì ai và có thể sống một cách phóng khoáng sống tự do vô tư tùy theo ý thích của mỗi người không thì khi mà di qua bên đó giống y chang như là cá mà gặp được nước vậy đó cái tính ngang tàn nó ăn sâu trong người thời gian qua cái nết ngang tàn nó là dằn lại thôi nhưng mà bây giờ sóng gió qua đi rồi bình minh nó đã tới thì bây giờ di sống dưới bình minh á, thì di lại trỗi dậy cái tính ngang tàn như xưa mà bây giờ qua bên mỹ thì cái đất nước này nó tự do nữa nó lại càng thể hiện ra cái nết ngang tàn và cái 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 sự thích tự do phóng khoáng đó nó làm cho di khi trở về việt nam di không chịu đựng được cái cảnh làm việc ở trong ngân hàng bởi vì làm ở trong đó cảm giác nó bị bó buộc cảm giác nó bị ràng buộc bởi cái này cái kia và có những thứ bất công làm cho di cảm thấy rất là khó chịu cho nên là làm ở trên làm cho một cái ngân hàng ở trên sài gòn được khoảng tầm 2 năm thì di quyết định là xin thôi việc và di quay trở về dưới miền tây à, về lại gia đình về lại ba mẹ và về dưới đó rồi thì di mới xin bà má của di là cho tiền để di mở ra một cái cửa hàng chuyên kinh doanh về mỹ phẩm thời điểm lúc đó thì trong người của di cũng có chút đỉnh tiền nói nào ngay là đi làm 2 năm trong ngân hàng thì dĩ nhiên chắc mót cũng còn giành dụm được chút đỉnh cộng với là xin thêm sự hỗ trợ của gia đình thì di á mới đi lên Sài Gòn quay ngược trở lên Sài Gòn một lần nữa để mà lên đây tìm mặt bằng và mở ra một cái cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm thì trong cái quá trình làm ăn buôn bán của gì di, di mới nhận thấy là có rất nhiều người có nhu cầu vay nóng cho nên là Di nhận biết được cái điều đó Cộng với là má của Di ngày xưa đã từng có cái nghề cho dai bạc hỏi rồi Cho nên là Di mới thấy vậy là thôi bây giờ chỉ có cách là mình nhảy ra Mình làm thêm cái mảng là làm làm thêm cái mảng là dịch, dịch vụ là tín dụng đen Có nghĩa là mình nhảy ra ngoài mình làm thêm cái mảng đó Mình làm cái đó là mình làm thêm mình làm cho mình Chứ mình không làm thông qua một cái công ty hay là một cái nào cả Thì Di mới quyết định là làm giống má của mình đó là làm cho vai bạc hỏi luôn với cái lãi rất là cao cộng với là trong đầu của di á, khi mà qua bên mỹ học về kinh tế di cũng đã hiểu được á, là cái cơ chế kinh tế nó như thế nào à, cái lãi suất nó ra làm sao và có nhiều kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực đó gì, cho nên là chỉ một thời gian thôi thì di đã nổi lên trở thành là một người trùm cho giai nặng lãi quý vị thấy ghê chưa là cái này là nêu mười đang nói là cái quá trình là di lên sài gòn lập nghiệp mở cái cửa hàng chuyên kinh doanh mỹ phẩm xong xuôi rồi á, là bắt đầu là đánh vô cái tâm lý là biết khá, có nhiều người có nhu cầu vay vay nóng không cần tiền nóng thì di mới làm thêm cái mảng là cho vay nóng và sau đó thì từ từ là phất lên từ 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 và bây giờ di á, là được người này truyền miệng người kia giới thiệu qua cho di y chang ngày xưa bà má di luôn thì bây giờ di đã trở thành một cái người trùm cho dai nặng lại cho dai nặng lãi quý vị cho nên là những cái người mà lân cận ở đó ai cũng biết tới di là người cho vay nặng lãi chuyên cho vay thì không muốn rằng á là khi mà con người ta ai cũng tham vọng cái gì khi mà di đã trở thành một cái người trùm cho vay nặng lãi ở cái khu vực đó ở khu vực mà gần giáp ranh mà di di sống thì bây giờ cái chị di này chỉ không muốn dậm chân tại chỗ ở cái chỗ đó không mà chỉ muốn á là chuyển ra ngoài bắc của gì bởi vì trong lòng của chị Di chỉ nghĩ rằng á, cuộc đời mình trôi nổi từ miền Tây mình trôi lên Sài Gòn. Rồi bây giờ mình lên Sài Gòn mình thành công như thế này. Mà ngày xưa đó lúc mà chị còn nhỏ chỉ có từng á, nghe má chỉ đi coi bối. Và má chỉ có nói á, là cái tuổi của chị á, là nếu mà sau này á, càng lớn chỉ đi làm ăn hay là chỉ đi lấy chồng. Nói chung là đại khái là chỉ mà sống càng xa gia đình thì chỉ càng thành công. Cho nên là chị Di lúc này chị mới nhớ lại cái câu nói ngày xưa đó mà từng nghe má kể là má đi coi thầy thầy nói vậy thì chị quyết định là chị sẽ rời xa Sài Gòn và già chuyển ra là Bắc Tiến có nghĩa là chuyển ra ngoài miền Bắc để lập nghiệp bởi vì chị nghĩ rằng ngoài Bắc người ta cũng sẽ có nhu cầu để mà vay nóng rất là nhiều mà tại sao mình không ra ngoài cái thị trường ngoài đó thì chị mới bắt đầu là chuyển ra ngoài Bắc để mà thuê một căn nhà ở ngoài đó chỉ thuê thôi nha chứ không mua nha quý vị tại vì chị chị Di chỉ nghĩ trong đầu là nếu như mà sao rồi đó mình làm ăn mà hợp á, cục đất ở đó mà làm ăn hợp 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 phất lên á thì mình ở ngoài đó lâu dài thì mình sẽ mua nhà sau còn bây giờ mình mới bắt tiếng thôi thì mình mới trải nghiệm thử cọ sát thử về cái cách sống ngoài đó về cái lối sống ngoài đó và mức chi thu ngoài đó và cũng như là xào chẻ cái công việc ngoài đó mà nếu như mà nó không ổn thì mình chỉ thuê nhà thôi có gì thì mình trả nhà rồi mình quay trở về sài gòn chỉ nghĩ vậy cho nên khi mà chỉ ra ngoài đó thì chỉ đầu tiên là chỉ thuê nhà chứ chỉ không mua sau đó thì chị di nói là làm luôn chỉ mới sang nhượng cái cửa hàng mà kinh doanh mỹ phẩm ở sài gòn nó gì chỉ sang nhượng luôn chỉ gom hết tất cả tiền bạc tài sản lúc đó chỉ có trong tay chỉ chuyển ra ngoài bắt sống và cái điều đó nó làm cho má của chị dưới quê cũng rất là bất ngờ Nhưng mà cái người mẹ này Thời gian qua đó con muốn làm gì bà để làm đó Bà cũng không có đụng chạm vô cái chuyện của con Cũng không có ý kiến ý cò gì về cái chuyện của con Nên là khi nghe mà nó nói nó báo tin á Là nó gửi con của nó cho má nó coi Và nó chuyển ra bắt sống thì bà bị bất ngờ thôi Nhưng mà bà cũng không có cản cái gì sau đó thì chị Di mới chuyển ra ngoài Bắc một thân một mình ra ngoài đó thuê một cái căn nhà sau khi mà chị Di ra tới ngoài Bắc á, thì điều đầu tiên là chỉ liên lạc cho một những cái người bạn cũ, những cái người bạn mà chỉ quen biết được lúc mà thời gian mà chị ở bên Mỹ á, cũng có mấy người bạn là gốc gác ở ngoài Hà Nội. Cho nên khi mà chị Di vừa ra ngoài Hà Nội đó là chỉ liên lạc cho một trong số những cái người bạn ngày xưa là du học sinh chung. Lúc này quý vị thì chị mới bắt một chiếc xe ôm chở chỉ tới ngay chỗ cái nhà của người bạn đó và sau khi mà hai người bạn cũ gặp lại nhau thì ăn uống vui chơi xong trong cái bữa ăn uống vui chơi đó thì chị di có tâm sự với người bạn đó về cái kế hoạch là chị di sẽ ở ngoài bắc một thời gian để coi thử là ở đây có thiên thời địa lợi nhân hòa không nếu mà được thì chị sẽ sống ngoài bắc luôn thì lúc này quý vị cái người bạn đó với chị hai người nói qua nó lại tâm sự với nhau thì chị di chỉ mới nói là bây giờ mới ra đó chị không có xe cộ gì để đi hết trơn á không lẽ nào bây giờ hở ra cứ đi xe ôm Hở ra là đi taxi thì tiền nào mà chịu nổi Thì cái người bạn này quý vị nghe vậy mới nói là Thôi nếu vậy nhà tao có dư xe cái gì chứ mà xe máy thì nhà tao bao la Chỉ có điều là xe thì tao cho mày mượn Nhưng mà xăng thì mày tự đổ phải không Thì cái chị Di chỉ mới thấy vậy là thôi nếu vậy hợp tình hợp lý quá Bây giờ bạn cho mượn xe thì mình cũng đỡ có giống như là có được cái chân để mà đi thì lúc này chị Di mới nhận lời và mượn cái chiếc xe máy Spacey của người bạn của mình quý vị và rồi ít ngày sau thì chị Di á, chị mới cầm lái cái chiếc xe máy của người bạn cho chị mượn nè chiếc bay xì nè chị mới lái trên đường chỉ lái là chỉ định là đi dạo phố lanh quanh lòng vòng để mà ngắm nghía cái này cái kia có cái gì hay hay không chị mua về chị ăn thì lúc này quý vị chỉ đang lái xe từ trong hẻm chỉ lái ra tại vì căn nhà chỉ thuê là nó nằm trong hẻm thì chỉ mới vừa từ trong hẻm lái chiếc bay ở trong hẻm lũ lũ ra quý vị thì ai ngờ đâu có một chiếc xe máy khác quý vị ở ngoài đường đang chạy ngang qua và hai bên là tạt đầu xe sau đó thì coi như là chị di chỉ ngã ngang xuống dưới đất quý vị chị ngã té xuống dưới đất người té xuống dưới đường á thì lúc này cái người mà lái mà ngổ ngáo mà mà va phải quẹt phải cái đầu xe của chị đó thì cái người đàn ông đó không thèm ngoái lại nhìn chị mà lật đật là tóc ga và giọt thẳng đi giống như là trốn tránh trách nhiệm luôn quý vị trốn tránh trách nhiệm luôn sợ là nếu mà mình xoay lại mình đỡ cái người này đứng dậy á mà lỡ mà có mệnh hệ gì là một hồi là mình mệt tới công chuyện nữa cho nên là cái người đàn ông này nè mới thấy vậy là phóng ga và giọt thẳng luôn để mà chồn thì sau đó chị di ấy chỉ mới ngồi bệt ở dưới đất cùng với chiếc Spacey đã bị trầy xước chỉ mới ngồi trong đau đớn và chỉ nhăn nhó giữa đường quý vị thì ngay cái thời điểm lúc đó đó lại không có ai giúp chỉ ngoài một cái người thanh niên đang ngồi ở trong một cái quán nước gần đó thì cái người thanh niên này mới nghe một cái rầm một cái tức là hai chiếc xe nó tạt đầu đó thì mới nghe cái tiếng chiếc xe spacey của chị nó ngã xuống và nó làm một cái rầm thì cái người thanh niên này ngồi trong quán nước mới nhìn ra ngoài đường thì thấy là cái vụ va quẹt này cho nên á, là thấy luôn là cái thằng kia nó nó sai nó cũng sai khi mà nó chạy tốc độ nhanh mà bây giờ nó bỏ trốn luôn rồi ông nó chạy đi nó giọt đi luôn rồi nó để lại người ta té như vậy mà nó không quan tâm thì cái anh thanh niên này ngồi trong quán nước mới thấy chuyện bất bình mới ra tay nghỉ hiệp ảnh mới bắt đầu ở trong ảnh đi ra để mà ảnh đỡ cái chiếc spacey đứng dậy và cũng như ảnh đỡ cho chị Di đứng dậy quý vị. Sau đó thì ảnh hỏi han quan tâm xem chị Di có sao hay không. Thì khi mà hai người đứng ở bên cái vỉa hè để mà đứng nói chuyện và cũng như là cái anh thanh niên này coi là chị Di có bị sao không, có trầy xước gì hay không để ảnh cho mượn dầu hay ảnh đi mượn dầu người ta để mà qua cho chị sức không. Thì khi mà thấy cái chị Di này nè nhăn nhó bởi vì chị Nhi này bị đau, rất là đau quý vị thì chỉ đau quá cho nên là cái anh cái anh thanh niên này nè mới cảm thấy giống là tội nghiệp cho nên mới tận tình hỏi han và còn chạy lật đật chạy ra ngoài nhà thuốc để mà mua một cái chai xoa so bóp một một cái chai giống như là cái tiếp ben Gay mà mở bên Mỹ vậy đó là mua cái tiếp kem xoa so bóp về đưa cho chị đưa cho cái chị Di này để chỉ xoa so bóp ở cái chỗ mà chị đau. Thì mặc dù quý vị xương á thì nó không hề hấn gì bởi vì mình đứng dậy được có nghĩa là xương mình không sao nha. Chứ nếu như mà xương mà có mệnh hệ gì là mình đứng dậy không có được đâu. Thì rõ ràng là khi mà chị Di di chuyển vẫn còn được, đi vẫn còn được chứng tỏ là xương của chị nó không hề hấn gì cho nên là cái đó nó cũng là một phần yên tâm khả năng thì có thể là chị di chỉ chỉ có bị bông gân thôi cho nên là nó không sao cái gì cho nên là sau đó thì cái chị di này là mới chỉ mới định leo lên chiếc spacey để chỉ lái đi thì cái anh thanh niên này nè mới thấy lo lo tại vì thấy cái cô này kiểu lọn chọn lọn chọn mà thấy có vẻ cô này hình như là dân ở miền khác qua đây tại vì nghe cái giọng của cổ là giọng miền tây miền nam mà đâu phải giọng miền bắc đâu là biết cô cổ không phải người xứ ở đây rồi, thì cái anh thanh niên này mới thấy vậy vậy mới nói thôi đi nhà cô còn cách xa không? Nếu mà không cách xa lắm thì cô cứ leo lên xe đi rồi tôi uh, mở lấy xe của cô nè, tôi lái uh, rồi tôi đưa cô về tới tận nhà của cô luôn cho tôi yên tâm. thì chị Di chỉ đồng ý với gì và sau đó thì hai người đèo nhau, cái người nam thanh niên này tên là Tới, ảnh tên là Tới nhá quý vị mà không những vậy ảnh còn nhỏ tuổi so với tuổi tác là ảnh nhỏ hơn di tới tận là 3 tuổi nhưng mà bây giờ nhìn vẻ, vẻ ngoài ấy, thì thấy ảnh rất là rắn rỏi bởi vì có vẻ ảnh là trai lãng tử bởi vì người ta mới có nói, nói cái câu là trai giang hồ gặp gái tứ chiên không à, thì sau đó quý vị coi như là bây giờ ấy, là nhìn vô thì có vẻ là cái anh này ảnh là cái người giống như phong bạc lắm người đàn ông phong bạc lắm nhìn ảnh bậm trợn lắm nhưng có điều ảnh đẹp trai không bởi vì đẹp trai bậm trợn cũng chịu nữa sao không biết quý vị ơi thì cái chị Di này chỉ mới thấy là bây giờ á khi mà cái anh này nè ảnh ra tay nghĩa hiệp ảnh chở anh tới nè ảnh chở chỉ về phòng trọ thì ảnh mới thấy là chị Di ở ngay chỗ căn nhà trọ đó có một mình nên nè thì ảnh mới hỏi là ủa bộ cô ở con mình nè à hả rồi lỡ chân cẳng vậy cô đi tới đi lui hay là tắm rửa rồi kia rồi cô đi rồi nó cô trơn trượt rồi sao thì chị Di chỉ nói là sao, chị, không sao chỉ không sao chỉ tự lo được nhưng mà cái anh này nè cái anh tới này anh cứ lo lo quý vị ảnh mới nói với chị di á, là thôi cô cho tôi số điện thoại của cô đi thí dụ như nửa đêm nửa hôm mà cô có chuyện gì thì cô gọi cho tôi bất cứ lúc nào cũng được tôi qua tôi giúp cô đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là có số phone qua lại với nhau tôi thỉnh thoảng có gì á, tôi gọi điện tôi hỏi thăm cô tới khi nào mà cô á, lành lặn hẳn thôi lúc đó tôi không liên lạc nữa giống như là dạng như là hai bên trao đổi số điện thoại đi để tôi yên tâm lỡ có mệnh hệ gì á tôi còn biết xéo cô tôi còn biết lo cho cô đúng không thì khi mà chị di chỉ thấy cái anh này giống như là ảnh là nhìn ảnh bên ngoài bậm trợn nhưng mà ảnh là một người sống rất là trưởng nghĩa thì cái người con gái phong bạc như chị di á nhìn vô cái người con trai như anh tới này á thì dĩ nhiên là cảm thấy giống như là ý trung nhân của mình đúng không giống như ý trung nhân à. thì sau sau đó chị không ngờ rằng là cái vụ va quẹt đó nó lại dẫn tới một tình yêu sét đánh Trước cái tấm lòng nhiệt tình của cái anh tới này nè thì cái chị Di này chỉ cảm chị bị chỉ bị cảm nắng không? Nhưng mà nêu mười là nêu mười bị cảm lạnh còn chỉ là chỉ bị cảm nắng. Chỉ mới à, chị chị Di chỉ mới cảm thấy là cảm nắng với lại cái anh tới này. Bởi vì mặc dù so về tuổi tác thì cái anh tới này nhỏ hơn chỉ 3 tuổi. Nhưng mà nhìn vẻ ngoài thì khi hai người đi song song thì nhìn nó xem xem nhau. Và cộng với là cái người thanh niên này mặc dù nhỏ hơn chỉ 3 tuổi nhưng mà về cái cách hành xử nè mọi thứ nè nhìn nó rất là kiểu như đàn ông giống như là người đàn ông từng trải cho nên là chị chị di chỉ mới thấy là chỉ càng ngày chỉ càng say mê cái người đàn ông tinh tế này còn cái anh tới này quý vị ảnh cũng là một người thanh niên khi mà ảnh đứng trước người một một cái người gọi là gái một con trong mòn con mắt như chị di thì hỏi sao mà anh tới anh chịu đời cho nổi đúng không cho nên là với cái vẻ đẹp mặn mà mà nước da trắng trẻo cộng với là cái giọng gái miền tây thì quý vị cũng biết rồi thường á nó ngộ lắm Hễ mà trai miền Bắc á, mà nghe giọng gái miền Tây, gái miền Nam á, thì lại rất là thích quý vị, nghe rất là êm tai, kiểu dạng giống vậy đó. Cho nên là khi đó anh tới nè, anh mới nghe là chị Di cái giọng là gái miền Tây. Mà cái nét mặt chị Di nhìn vô là mê liền, cái nét mặt nhìn nó lai lai, nhìn nó độc độc phải không? Mà cộng với cái gương mặt của chị nhìn nó rất là sắc bén, kiểu như mắt của chị nó lộ lộ, giống như là à, nó lộ mà không phải lộ thiên nha. Nó lộ vừa vừa thôi gì chứ lộ thiên là dữ dội rồi thì nó lộ vừa vừa thôi nhưng mà nhìn con mắt của chị nhìn nó dữ không nhìn nó kiểu như là sắc bén lắm như là con gái mà dạng như là ngang tàn ngạo nghễ á thì cái anh cái anh tới này nè nhìn ảnh mới thấy hợp với ảnh tại ảnh phong bạc thì anh phải gặp đứa con gái như vậy chứ cho nên là hai bên là cảm qua cảm lại với nhau một bên là cảm nắng còn một bên cảm lạnh hai bên nó đến với nhau là thành ấm áp một cuộc tình quý vị nha thì ngày này qua tới ngày kia cái cậu tới này cứ liên lạc cho cái chị Di này hoài luôn quý vị Cứ liên lạc hoài cứ nói là chị có sao không, chân cẳng chị tới đâu rồi, hay là bây giờ chiều nay tôi qua tôi chở chị đi ăn. Rồi giống như là tôi chở chị đi ăn, tôi đưa chị về chứ bây giờ chân cẳng chị rồi sao chị đi chợ, sao chị nấu cơm, phải không? dạng vậy, vậy, vậy đó. Thì cái cậu tới này cứ qua lại chọt chẹt chạy tới chạy lui bên cái phòng trọ của chị Di hoài quý vị, bên cái nhà trọ đó hoài và đưa chị Di đi ăn rồi đón chị Di đưa Di về không? Cứ vậy đó. Thì trước cái tấm lòng nhiệt tình đó và sau những cái bữa nhiệt tình như vậy và những cái bữa mà đưa đón đi ăn cùng nhau Rồi cũng như là quan tâm chăm sóc của tới Thì cuối cùng là chị Di Chị cũng đã chịu không nổi Và hai người đã bén duyên với nhau Hai người đã ăn ở với nhau Trong cái căn nhà của chị Di Thì cái năm đó quý là chị Di Chị đã ở cái tuổi 29 rồi Còn cái người thanh niên này tinh tới này nè Năm đó mới có 26 tuổi thôi Và Di là một người con gái đã có một thằng con trai Tức là gái một con trong khi đó cái cậu tới này thì lại là trai tân Bởi vì qua cái cách nói chuyện hai bên tìm hiểu nhau thời gian qua đó Thì nghe thì đoán biết được là cái cậu tới này là trai tân quý vị Tức là chưa có từng là ăn ở với con gái nào hết Thì khi mà Di mở lòng ra và hai người trở thành bồ bịch với nhau á Thì những cái người bạn mà ngoài Bắc của Di á cũng khuyên Di là cái gì cũng nên thủng thẳng từ từ. Nhiều khi mình con gái, mình ở xứ khác mình tới đây mình chưa rành cái tính tình của người dân ở đây nó như thế nào, cũng như là mình chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, mà bây giờ á mình lại cặp một cái thằng bồ là người miền bắc như vậy á, thì đôi bên nhiều khi nó bất đồng về cái quan điểm sống, thấy không? Nó có nhiều thứ lắm và cộng với là cậu thanh niên này nhỏ hơn chị di tới 3 tuổi, cho nên những người bạn mới khuyên á là di đã từng thất bại một lần, đừng để thất bại lần hai. Nhưng mà bây giờ mặc cho bạn bè khuyên ngăn quý gì thì chị di chị cũng khăng khăn. khăn là chị vẫn là yêu cái cậu tới này bởi vì là bây giờ là cậu này tin tới chứ cậu này đâu có tin lùi chứ nếu mà cậu này tin lùi là coi như là chị di chỉ trả số ghe yeah rồi nhưng mà bởi vì cậu này tên là tới cho nên là coi như là di tới luôn đi di thấy không sau đó thì hai người này á ở chung với nhau như vợ chồng nhưng không có cưới hỏi gì cả gì thật ra đó thì đây là một cái cặp trai tứ chiến mà gặp gái giang hồ như nêu mười đã nói gì ngay từ đầu video lý do tại sao bởi vì á, suy xét lại quá khứ của cả hai thì cái cậu tới này á là chỉ có học lên được tới lớp 9 thôi quý vị Học mới có hết lớp 9 thôi là nghỉ học luôn Và gia nhập vào những cái băng nhóm anh chị ở ngoài ở ngoài Bắc đó à, Tham gia vào những cái băng nhóm anh chị ngoài Bắc đó để mà lấy số không Mà số này là chắc là số thứ tự ở trong bệnh viện á Chứ không biết là số gì nhưng mà theo người, theo nơi mười đó là chắc là lấy số này là chỉ có số ở trên ở trên thì chắc là ở trên bệnh viện còn không là số ở dưới thì cho nó chỉ có dưới 18 tầng địa ngục thì có thôi không còn nói về Di thì như quý vị cũng thấy nếu mời kể chi tiết cuộc đời của Di rồi đó Học giữa đường đang học cấp 3 ngon sơ vậy tự nhiên lớp 10 tự nhiên để có bầu Xong rồi bầu không biết con ai Quý vị thấy không cũng là vì chơi bờ lêu lỏng Xong rồi tạm gác lại hoãn lại cái việc học xong rồi đợi sanh con Xong rồi ở với cái người chồng là anh Hiển đó xong không bao lâu thì chia tay mâu thuẫn rồi chia tay Rồi lòi ra cái bụng bầu đó không phải con anh Hiển quý vị thấy phức tạp không một người con gái giang hồ thì sẽ gặp một người con trai tứ chiến cái câu đó là ông bà mình nói nó sẽ đi đôi với nhau giống như là cái nồi số 49 thì nó phải gặp cái nắp dung nó số 49 hoặc là cái nắp dung nó số 50 thì nó trên chút xíu thôi thì như vậy á nó mới hợp nhau quý vị không thì sau khi mà cái anh tới và chị Di này hai người sống với nhau như vợ chồng được khoảng tầm là hơn một năm thì cái anh tới này ảnh đã dính vào một cái phốt đó là ảnh gia nhập vào trong những cái băng nhóm anh chị nếu mà có nói cái gì đó là tham gia vào những cái nhóm anh chị để lấy số và cuối cùng thì số thứ tự của anh tới nó cũng đã tới thấy không cho nên là sau khi mà làm một cái phi vụ cho đàn anh của mình xong thì cái anh tới này đã bỏ hà nội mà trốn đi vào trong miền nam để mà lẫn trốn sợ rằng là sẽ bị bắt một thời gian lẫn trốn ở trong miền nam á thì tới mới thấy là tình hình ở trong ngoài miền tin tức ngoài đây nè là ngoài miền bắc nè là im ắng rồi quý vị cho nên á là cộng với là người mình yêu báo cho mình nghe tin tức ở ngoài đó là bây giờ là yên ắng về cái chuyện là không có đi tìm mình không có đi tìm tới nữa không có truy tìm tới nữa thì tới lúc này quý vị mới lặng lẽ quay trở về miền bắc để đoàn tụ với người mình yêu là di ở ngoài đó từ ngày mà có tới ở bên cạnh thì cái chị di này cũng bắt đầu càng ngày càng tiêm nhiễm cái lối sống giang hồ phải không Bây giờ là người ta nói là gần mực thì đen Mà gần đèn á thì nó sáng Nhưng mà đèn á mà nó tắt Thì cuộc đời nó cũng tắt theo đèn luôn phải không Thì ở gần cái anh tới này Một thời gian là coi như á, Di cũng tiêm nhiễm cái lối sống giang hồ Và hành xử cũng theo kiểu xã hội đen Xã hội đỏ luôn Và Di á, bây giờ giống như là cho vay nặng lãi Giống như hồi xưa lúc ở trên Sài Gòn vậy đó Mỗi lần á, mà ai mà không trả nợ cho Di Thì Di á, sẽ nhờ đến tới là người mình yêu nè nhờ đến tới và tới sẽ kêu một vài những cái thằng đệ tử ngày xưa không đệ tử ruột á là đi xử lý những cái người mà thiếu nợ của người yêu mình mà chưa trả thấy không là đi đòi tới nơi tới chốn ra ngô ra khoai luôn thì bây giờ á di thì đứng sau lưng là người cho vay nặng lãi còn cái người đứng sau lưng mà chỉ đạo những cái người đệ tử đi xử lý những cái con nợ á lại là anh tới thì bây giờ quý vị thấy coi chưa bởi vậy nên một cặp bài trùng luôn quý vị thấy không bởi vậy ông bà mình nó không có sai cái giờ cái nồi số 49 thì nó phải gặp cái nắp dung số 49 thôi quý vị thì sau khi mà tới quay trở về miền Bắc và làm những cái việc đó cùng với Di được một thời gian á thì cuối cùng á tới đã bị phát hiện ra là tới đứng ở tới đứng phía sau lưng chủ chốt và cuối cùng lúc đó thì tới đã bị bắt bởi vì trước đó tới đã bị có một cái lệnh đó là lệnh truy bắt tới rồi nhưng mà tới tưởng đâu là cái lệnh đó bây giờ nó im ắng rồi cho nên mới quay về bắt ai ngờ đâu bây giờ á cái chuyện mà tới chỉ đạo đệ tử để đi đòi nợ mướn như vậy á nó đã bị người ta để ý và sau đó thì bắt ra được cái người đứng đầu dây đằng sau giật dây cho đám đệ tử làm là anh tới thì lúc này cơ quan chức năng người ta mới can thiệp và bắt tới đi đi vô trong nhà đá thấy không là coi như là bây giờ cái chị di nước mắt ngắn nước mắt dài phải tiễn phi công trẻ của mình vào trong nhà đá thì bây giờ chị di lúc mà chia tay người tình trẻ chỉ có hứa hẹn với anh tới à do là lúc mà bị bắt á thì cơ quan chức năng người ta cũng định phán tội cho chị di về cái tội là bao che tuy nhiên là anh tới ôm hết tất cả tội lên trên người mình tới mới nói á là cái này là do do ảnh tại vì ảnh đe dọa cho nên là chị di không dám nói chứ không phải là chị di không muốn nói ảnh mua ôm hết tất cả tội lỗi lên trên người để mà ảnh vô nhà đá không muốn ảnh ảnh hưởng cái người mình yêu quý vị thấy chưa bởi vì cho nên bây giờ á quen giang hồ thì nói nào ngay á là được cái nó trưởng nghĩa chỗ đó, đó quý vị thì uh, bây giờ á uh, sau khi mà ôm hết tội danh trên người và đi vô trong nhà đá thì cái ngày mà tiễn phi công trẻ vào trong nhà đá chị Di uh, mới tỏ ra là quyến liếng và hứa hẹn với lại uh, anh tới uh, là anh tới ơi di sẽ chờ cái ngày anh tới đi ra đúng không mà anh tới nhớ là đi ra chứ anh tới đừng có nhớ đừng, đừng có nhớ là đi vô cái chữ đi ra gọi là đi ra luôn chứ đừng có đi ra rồi lại đi vô nha anh tới ơi thấy không cái đó là nêu mời nói thì à, sau khi mà cái chị Di này quý vị à, hứa hẹn là sẽ được ở ngoài đây này sẽ chờ tới cái ngày mà anh tới ảnh được thả ra ngoài hai người sẽ đoàn tụ với nhau. Tuy nhiên quý vị, chỉ một thời gian ngắn sau khi mà anh tới vô trong nhà đá thì chị Di này bên ngoài á là bắt đầu á quên ngay cái người tình trẻ của mình và bắt đầu cặp bộ với một người đàn ông tên là Quốc. Và cái anh Quốc này là lớn hơn chị Di tới tận là 6 tuổi. Thì cái anh Quốc này cũng là một tay anh chị quý vị, nhưng mà cũng từ vùng khác chuyển qua ngoài Bắc này sống. Và hai người á quen nhau sau đó thì chung sống như vợ chồng. Quý vị có chịu đời thấu chưa? Quý vị nghe tới đây là quý vị thấy được là cái cái quá khứ mà cái dĩ phản dơ dáy dễ gì vô giếm của Di chưa? Bây giờ Di không biết ở bao nhiêu người đàn ông trong cuộc đời đúng rồi quý vị thấy không? mà bây giờ toàn là dân đàn anh đàn chị không mà bây giờ ở với cái anh này tên quốc mà anh này cũng là dân anh chị luôn nhưng mà không biết anh có bắt số không tại vì không biết là cái số thứ tự của anh tới thì nó tới rồi mà anh quốc thì không biết số thứ tự của anh số mấy chuẩn bị tới chưa thì sau đó gì coi như là hai người chung sống nhau như vợ chồng một thời gian và dĩ nhiên là di cũng một lần nữa đưa anh quốc vào trong cái công cuộc đó là đi đòi nợ thuê bây giờ anh quốc cũng là một tay anh chị mà đúng không quý vị cũng là một tay anh chị cũng có số má đồ này kia cho nên á, là anh quốc này á, khi mà chuyển vào trong bắc này có đi cùng với lại là hai người đệ tử của anh quốc là hai thằng đệ tử này là hai thằng chơi chơi đúng không cũng là vô công sổi nghề mà ăn chơi lêu lỏng rồi đi theo cái người anh lớn là anh quốc nè từ vùng khác chuyển qua vùng này sống cái gì và lúc này thì anh quốc cặp với di cho nên là bây giờ á, di đã dẫn anh quốc vào cái đường dây đi đòi nợ thuê thay thế cho anh tới ngày xưa thì bây giờ anh quốc và hai thằng đệ tử cho trôi này của ảnh ba người là trong một cái nhóm là chuyên đi đòi nợ tiền dùm cho người mình yêu thì thời gian thấm thoát ở chung với cái anh quốc này được gần một năm thì cái ngày hôm đó gì cái chị di này mới lên trên mạng và chắc chết gì ở trên đó đó lên trên mạng xã hội coi coi lướt quét thì lên trên cái mạng phở bò của chị chỉ lên đó chị coi thì chị mới thấy á, là cái nickname của cái anh mà ngày xưa đó cái người tình mà trước khi mà chị đi qua mỹ du học á là anh thái á thì chị mới thấy là anh Thái đó gửi lời mời kết bạn cho chị, chị mới vô chị accept xếp với gì chị chấp nhận và sau ngay sau khi mà chị chấp nhận xong thì anh Thái nhắn tin cho chị liền hỏi thăm dạo này chị khỏe không, hiện tại là chị đang sống ở đâu thì chị cũng nói là chị đang ở ngoài bắc nhưng chị có điều là chị không có nói là chỉ có người yêu, chỉ nói là chỉ vẫn còn sống chị có điều là chỉ không có nói là chỉ có người yêu chỉ nói là chỉ vẫn còn sống lẻ loi một mình ở ngoài bắc quý vị thì sau khi mà hai bên chắc chít qua nhại với nhau đẩy đẩy đưa đưa thì bây giờ tình cũ không sủ cũng tới nhưng mà bây giờ tới đâu thì mình chưa biết quý vị nha thì sau đó di mới hai người di với thái hai người mới bắt đầu là nhắn tin qua lại với nhau đẩy đẩy đưa đưa thì cái lúc này quý vị di mới cấy vô trong đầu của anh thái những cái điều như thế này đó là bây giờ nếu như mà anh chịu á nha anh tin tưởng em dù sao mình cũng đã từng có khoảng thời gian yêu đương nhau gần hai năm trời thì bây giờ em nói thiệt với anh bây giờ có một cái cách để mà kiếm tiền làm giàu Nếu mà anh chịu đồng ý thì em anh hợp tác làm ăn Thì khi mà anh Thái bây giờ ảnh là giống như cũng nảy sinh lại cái tình cảm cũ năm xưa với lại chị Di thì khi mà nghe chị Di nói là bây giờ muốn móc nói làm ăn với ảnh Thì ảnh cũng có niềm tin quý vị Ảnh mới hỏi vậy bây giờ làm là làm cái gì Thì chị Di mới nói với ảnh là bây giờ á, à, Em sẽ chuyển cho anh cái số tiền là 550 triệu đồng Em chuyển cho anh À anh cứ giữ cái số tiền đó. Rồi thí dụ như ở dưới quê của anh á, ở dưới quê của anh mà nếu mà có ai hay là bạn bè của anh hay là người thân xung quanh ai có nhu cầu mà kẹt tiền mà muốn uh, vay lên nặng lãi chấp nhận vay nặng lãi thì anh hãy lấy cái số tiền 550 triệu đó của em, anh trích ra để anh cho người ta vay. Và mỗi lần mà người ta trả lãi thì anh cứ gom lại cái lãi đó và mà em sẽ chia cho anh một phần lợi nhuận ở trong đó thì sau khi mà nghe vậy là giống như thấy có món mồi ngon rồi mình đâu có đầu tư tiền đâu người ta đưa cho mình khơi khơi người ta tin tưởng người ta đưa mình 550 triệu mình đâu có thiệt thòi gì đâu mình đâu có đưa tiền cho người ta giữ mà ngược lại người ta đưa tiền cho mình giữ rồi bây giờ người ta lại cho mình người ta chỉ cần là nhờ mình là móc nối đi tìm những cái người mà cần vay tiền rồi cho người ta vay rồi mình tự nhiên khơi khơi cái mình chỉ cần làm vậy thôi mà mình cũng được cái phần lợi nhuận ở trong đó nữa trong mỗi cái lần vay vậy mình cũng có được lợi nhuận giống như hoa hồng phần trăm nữa làm cò mồi nữa là coi như ngon không ngon, ngon quý vị cũng là một cái nghề cho nên là anh thái anh mới thấy vậy thôi cái đó cũng là một cái nghề thôi thì bây giờ mình cũng chấp nhận mình làm luôn làm để kiếm ra tiền bởi vì kinh tế thời điểm lúc đó cũng khá là khủng hoảng quý vị thì à, sau khi mà cái chị di này á thấy anh thái đồng ý chỉ mới chuyển cho anh thái số tiền là 550 triệu đồng qua tài khoản của anh thái một cái kịch luôn và một thời gian sau quý vị thì anh thái này cũng đã cho người này người kia vay tiền nhưng rồi quý vị những cái con nợ đó không trả nợ mà ngược lại bùng nợ luôn quý vị cứ tức là trốn nợ luôn bùng nợ luôn cho nên làm cho anh thái rơi vào một cái cảnh hoàn cảnh đó là hoàn cảnh thất bát bởi vì bây giờ không thu hồi được vốn cho nên nói làm chi mà tới cái chuyện mà lấy được lãi để mà chia lợi nhận đúng không quý vị thì sau đó anh thái anh mới thấy là cái công việc này nó bấp bênh quá bởi vì cái tình hình kinh tế thời điểm đó nó cũng khủng hoảng nếu như mà mình tiếp tục là cứ cho người ta vay và người ta cứ chơi bùng nợ như vậy hoài là coi như mình không có lợi nhuận nên lúc này anh thái đã quyết định liên hệ với chị vi và nói chị vi là về tình hình của mình ở trong nam bây giờ là vậy 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 đó nếu vậy thì anh không thể nào có khả năng xào trẻ được tại vì con nợ nó cứ bùng nợ như vậy thì mất luôn tiền lãi và mất luôn tiền gốc thì anh Thái mới nói là thôi thì bây giờ không thu hồi được vốn Cũng không có được lãi Thì nếu mà bây giờ cái sơ cớ sự nó đã xảy ra như vậy rồi Thì anh Thái anh mới đề nghị chị Di là thôi nếu vậy thì chúng ta cùng chia sẻ rủi ro với, với nhau nhưng, nhưng mà khi mà anh đưa ra cái điều kiện là chia sẻ rủi ro với nhau thì chị Di chỉ phản bác và chỉ không chấp thuận Bởi vì chị Di chỉ yêu cầu là cái người tình cũ là anh Thái Phải thanh toán trọn vẹn cái số tiền 550 triệu đồng Mà chị đã từng đưa trước đó khi nào mà anh Thái trả tròn trịa cái số tiền 550 triệu đó triệu đồng đó cho chị thì chị mới ngưng ngưng hợp tác ngưng móc nối làm ăn với ảnh còn không á thì bắt buộc ảnh phải làm cho chị thì khi mà tự nhiên bây giờ chị Di chỉ chơi chiêu mà cứng rắn và lật lọng như vậy quý vị thì anh Thái này anh cũng khó chịu ảnh mới tức quá ảnh mới thấy là giống như là mình bị lừa ảnh mới thấy vậy quý vị ảnh mới chuyển cho cái chị Di này số tiền là 10 triệu đồng và ảnh nói kiên quyết rằng là ảnh sẽ không trả thêm bất cứ một cái số tiền gì nữa 10 triệu đó coi như là cái tình nghĩa giữa hai đứa mình tới đây là xong Và anh Thái kiên quyết là sẽ không trả thêm bất cứ số tiền nào cả Thì cái chị Di này bây giờ quý vị 550 triệu đồng mình đưa cho người ta Mà bây giờ mình chỉ lấy về được có 10 triệu đồng mình mất đi 540 triệu Thì chị Di này chỉ càng ngày chỉ càng giống như là nổi sung thiên lên Chị mới nói với lại cái người tình của chị là anh Quốc có không? chỉ mới nói rằng á là bây giờ chỉ bị vậy 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 vậy, bây giờ phải lấy lại công bằng cho chỉ. Thì lúc này anh Quốc ảnh nghe một chiều từ phía cái người mình yêu nói ra, cho nên á ảnh mới thấy vậy ảnh tức quá tại vì sao mà người mình yêu đưa 550 triệu mà cái thằng đó nó chỉ trả có 10 triệu thôi, còn 540 triệu kia nó định quịch đúng không? Thì cái anh Quốc này ảnh mới bắt buộc là ảnh phải móc nối với những cái thằng đàn em của ảnh ở trong miền Nam tức là trong Sài Gòn đó điều tra xem là có thật sự có phải chăng là con nợ nó quịch nợ nó không trả nó bùng nợ hay không hay là anh thái là người đang cố tình là muốn ém luôn cái số tiền 540 triệu đó vô trong túi riêng của mình thì sau khi mà những cái tên đệ, đại tử đệ tử của cái anh quốc này ở trong sài gòn nè điều tra ra và báo cáo cho anh quốc và anh quốc kể lại chị di thì chị di rất là nổi sung thiên lên bởi vì biết ra đó là những con nợ anh thái hoàn toàn không cho một con nợ nào vay tiền cả cái số tiền 550 triệu mà chị Di đưa cho anh uh, anh Thái á là hoàn toàn anh Thái lấy cái số tiền đó bỏ vào túi riêng của mình. Quý vị không? Thì bây giờ giống như là cái cơn thịnh nộ nó xảy ra bởi vì là mình tin tưởng người ta nhưng bị người ta gạt, trong khi mình là một cái người sành sỏi, mình là cái người ra ngoài đời quậy đục nước đục cái mà mình lại bị một cái người này lừa mình như vậy cho nên chị Di chỉ rất là tức. Thì lúc này anh Quốc á là bây giờ ảnh lại yêu cái chị Di này nhiều quá, ảnh thương ảnh yêu cho nên là thấy người mình yêu bị người ta lừa, ảnh cảm thấy rất là tức. Đường đường là người yêu của một tay anh chị, ảnh là một dân anh chị mà. Vậy mà lại bị một cái thằng ức ơ nào đó, nó lừa như vậy. Nên là anh Quốc, ảnh mới tức quá, ảnh mới liên hệ cho mấy cái tên đệ tử ở trong Sài Gòn á. Là bây giờ phải tìm cách là dằn mặt anh Thái, nhốt anh Thái. Và sau đó là quánh anh Thái một trận tơi bời qua lá để dằn mặt anh Thái và kêu anh Thái phải trả lại ối, lại ối ra cái số tiền 540 triệu để trả lại cho chị Di thì cái chuyện đó là anh Quốc ảnh định là ảnh làm âm thầm cái gì cho nên ảnh mới kêu những cái tên đệ tử của ảnh trong Sài Gòn làm như vậy với anh Thái sau đó thì những cái tên đàn em này công nhận á, là có bắt anh Thái về và nhốt anh Thái trong một căn phòng xong rồi sau đó là mỗi ngày là đều tra tấn và bắt anh Thái á, là phải ghi vào ghi ra ghi viết tay ra một cái tờ giấy giống như giấy nợ là có nợ chị Di số tiền 540 triệu Nói không? Thì bây giờ bữa hôm anh Thái này đã chuyển trước 10 triệu rồi thì bây giờ chỉ còn nợ chị Di có 540 triệu thôi. Cho nên là những cái tên đệ tử này mới kêu á là à, quánh và hâm he bắt anh Thái là phải ghi ra cái tờ giấy nợ là có vay của chị Di 540 triệu. Thì anh Thái ảnh khăng khăng ảnh lì ảnh không có ghi. Ảnh mới nói á là tại sao ảnh phải ghi? bởi vì là cái 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 này là lời ăn mà lỗ chịu tại sao trên đời này lại có cái chuyện như vậy một khi đã nói mang tiếng làm ăn á, là bây giờ nếu mà lời thì chia đôi mà nếu như mà bây giờ xui xui á, mà lỗ á, thì mình cũng phải chia nhau phải không chứ làm sao mà bây giờ lời á, thì cổ lấy tiền mà bây giờ lỗ thì cố để cho mình ảnh chịu thì anh thái anh mới nói lại vậy quý chị? và anh khăn khăng khăn là anh không chịu ghi ra cái tờ giấy vay nợ là còn nợ 540 triệu với chị di ảnh nói rằng là tiền đó là tiền đầu tư thì làm sao mà gọi là nợ được thì anh không ghi giấy nợ thì khi mà ảnh bị quánh một trận tơi bời qua lá bởi vì là ảnh lì lì ảnh không chịu nghe đó thì sau đó gì coi như là gần hai ngày ảnh bị bắt và quánh như vậy quý vị thì tới cái ngày thứ ba anh thái ảnh chịu đời hỏng thấu rồi ảnh mới tìm cách là ảnh giả vờ ảnh nói anh mắc tè và ảnh xin đi tè quý vị thì bây giờ những cái thằng này nó mới cho ảnh đi tè thì cái lúc mà ảnh đi tè thì ảnh mới bắt đầu là ảnh tìm cách để mà ảnh chạy trốn ra ngoài ảnh tuồn ra ngoài và ảnh chạy trốn và ảnh tri hô lên thì lúc này á những cái người dân mà xa xa đó người ta nghe tiếng tri hô Người ta mới đi tới và kéo tới cái gì thì người ta mới biết được cái cớ sự Rồi là coi như là hốt cái anh Thái này về Cũng như là hốt tất cả những cái thằng đệ tử của anh Quốc Và từ từ những thằng đệ tử đó nó mới khai ra Và khai truyền truyền ra là khai ra anh Quốc Và lôi luôn cả chị Di vô trong phải không Và sau đó thì mọi chuyện sự thật nó phơi bày và cuối cùng quý vị thì dĩ nhiên cái chuyện mà giống như là mình á, vô cớ mà bắt nhốt ai đó như vậy là cũng là trái vi phạm pháp luật của gì cộng thêm cái nữa là lại còn có ý đồ á, là đe dọa bắt người ta khống chế người ta là phải ghi cái này ghi cái kia thì sau đó quý vị là coi như là mặc dù á là anh thái anh có sai nhưng mà làm cái điều đó với ảnh á là như vậy là mấy người này là cũng sai luôn cho nên sau đó thì coi như là kéo nguyên dây mơ rễ má ra và cuối cùng thì tất cả đều bị vô trong nhà đá thì cái câu chuyện nó ghép khép lại tại đây nhưng quý vị thấy rõ ràng cuộc đời không bây giờ coi như là hồng nhan nhưng mà lợi dụng chứ không phải là hồng nhan bạc tỷ nữa hồng nhan này hồng nhan biết lợi dụng quý vị ơi bây giờ trong cuộc đời của chị di tính ra là biết bao nhiêu người đàn ông cái này là nếu mà chỉ nói là những người yêu những người bộ bịch thôi chứ nếu mà chưa nói những người mà ăn bánh trả tiền với chị và cũng như là những cái người mà đã từng này kia qua lại với chị cặp bồ trong chống dánh này mình chưa nói nha những cái người mà gọi là người yêu dài hạn mình mới kể thôi đủ quý vị thấy hết bao nhiêu người anh hiển nè đúng không là học học cấp 3 là anh hiển nè xong rồi bắt đầu là có bầu đẻ con xong thời gian sau bắt đầu là cặp thêm lúc mà học bổ túc á bổ túc cấp 3 đó là cặp thêm với lại cái anh đó là anh thái đó là cái anh bây giờ nè là cặp với anh thái xong rồi đi mỹ đi mỹ xong quay trở về quay trở về thì bắt đầu là bươn chải ra ngoài bắc thì lúc này mới cặp được với cái người đàn ông thứ ba đó là cái anh tới thì cặp anh tới xong cặp với cậu thanh niên tinh tới là phi công trẻ này một thời gian xong thì cậu cậu tới này vô trong nhà đá thì bên ngoài này á, là ban đầu hứa hẹn là sẽ chờ cậu tới ra nhưng cuối cùng là cậu tới vừa cho vô vô trong nhà đá xong ra chưa chị là bên ngoài này á là chưa được bao lâu là bên ngoài này á là chị di chỉ cặp với lại anh quốc quý vị ông là bốn người đàn ông cặp anh quốc xong rồi thì bây giờ anh quốc trở thành con cờ của chị di luôn và cuối cùng thì bây giờ tới cái người thứ tư là anh quốc tưởng đâu vậy là neo lại rồi nhưng mà không bây giờ chỉ lại xoay vòng lại với lại anh thái và coi như là bây giờ quý vị thấy không cuộc cuộc cái không có mối quan hệ của chị di cực kỳ là phức tạp và và nó tè le hột me thì đây á, là một cái câu chuyện mà nếu người mời kể cho quý vị cô chú chú anh chị mình nghe để cô chú anh chị mình thấy cái câu nói ông bà mình nói không có sai bây giờ là chỉ có gái giang hồ thì sẽ gặp trai tứ chiến quý vị không thì cái câu chuyện ngày hôm nay đâu mời kể xin khép lại tại đây và nếu như quý vị cô chú anh chị mình có bất cứ những cái Chia sẻ nào quan điểm cá nhân của mình, những cái ý kiến đóng góp bức xúc gì mình có thể comment bên dưới cùng với nêu 10. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video tiếp theo.